chào tất cả các bạn. Hãy cùng Minh Phương và bà Thắng Vàng đồng hành với các cầu thủ bằng cách nhấn subscribe và nhấn chuông bà Thắng Vàng để được nhận thông báo khi có những thông tin mới nhất các bạn nhé. Xây nhà từ móng, đội bóng bắt đầu từ hàng thủ. Đó là những gì mà Juventus đã và đang làm trong kỳ chuyển nhượng hè 2019, khi mà họ bắt đầu cho nền tảng của một thế hệ mới. Mùa giải 2018-2019, hàng phòng ngự chính là điểm yếu chết người của Juve. Đó là nguyên nhân khiến họ thất bại trước Manchester United. Cơn ác mộng hàng thủ kéo dài cho đến tận trận gặp những kẻ vô danh của FC Young Boys hay thất bại trước Atletico Madrid ở Champions League. Và cũng hàng phòng ngự ấy đã hai lần vứt đi những nỗ lực từ Ronaldo trong các trận đấu gặp Ajax. Thời gian đã bắt kịp huyền thoại BBC, nền móng cho 8 năm thành công của Juve. Barzagli giải nghệ, Chiellini vật lộn với chấn thương và Bonucci đã bước sang tuổi 32. Juventus đã cho thấy họ luôn đi trước các đối thủ ở Serie A một bước chân. Thay vì nghĩ cho tương lai 1-2 mùa giải, Juve đã xây dựng một hàng phòng ngự cho ít nhất 4-5 mùa giải tới. Họ bắt đầu bằng một thương vụ mang đậm tính kỹ thuật khi đổi Spinazzola lấy Pellegrini và 7-8 triệu bảng Anh. Đây là một trong những hậu vệ triển vọng nhất Italia ở thời điểm hiện tại. Trưởng thành từ lò đào tạo Roma từ 2011 đến 2018, đã trải qua mọi lứa tuổi các tuyển trẻ ở Italia. Luca Pellegrini bắt đầu chơi bóng tại Serie A mùa giải trước trong hai màu áo khác nhau, Roma and Cagliari, 18 trận đấu. Luca Pellegrini cùng các đồng đội tại U20 Italia đã thi đấu tại World Cup U20 2017, đặt dấu ấn tại Serie A. Chiếc áo Juventus có thể vẫn quá rộng so với Luca Pellegrini ở thời điểm hiện tại, nhưng tiềm năng của Luca Pellegrini là rất lớn. Một cơ hội tốt, một môi trường tốt sẽ tạo ra một hậu vệ tốt cho Juve và đội tuyển quốc gia Italia trong tương lai gần. Một cầu thủ khác đã chinh phục Juve ở ngay mùa giải đầu tiên tại Serie A, Mary Demiral. Juve và Sassuolo bắt tay nhau đưa Demiral về Serie A trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. 6 tháng sau, Juve nhanh chóng nắm bắt lấy ưu đãi và đưa Demiral về Juve. Khác với Luca Pellegrini, Demiral được đánh giá là đã sẵn sàng cho Juventus ở tương lai rất gần. Sở hữu một lối chơi mạnh mẽ, gọn gàng, không ngại va chạm và rất lì lợm, Demiral gợi nhớ rất nhiều hình ảnh của Chiellini. Tuy mới chỉ 21 tuổi, nhưng Demiral đã là sự lựa chọn số 1 tại đội tuyển quốc gia. Chính điều này khiến Juve đưa ngay Demiral về biên chế đội 1. Hiện tại, AC Milan rất muốn có trung vệ trẻ này và sẵn sàng trả gấp đôi số tiền Juve đã trả cho Sassuolo. Nghĩa là nếu thương vụ này xảy ra, giá trị của Demiral đã tăng gấp 4 lần chỉ trong 6 tháng. Nhưng Juve vẫn muốn có Demiral cho tương lai. Cũng như Demiral và Luca Pellegrini, Cristiano Romero đã chinh phục Juventus ngay ở mùa giải đầu tiên ở Serie A. Ấn tượng với Romero trong trận đấu với Genoa, Romero đã ngăn cản thành công cả Ronaldo lẫn Mandzukic ghi bàn. Juve đã bắt tay vào thương vụ từ tháng 1 năm 2019. Trước Romero, Juve cũng đã bị Sturaro và Mandragora hút hồn trong trận đối đầu trực tiếp. Mandragora đã bắt chết Pogba trong trận đấu ra mắt ở Serie A ở tuổi 17 và được Juve đưa về. Trước đó, Sturaro cũng có chiếc vé chuyển đến Turin sau khi làm khổ hàng tiền vệ Juve. Juve đánh giá Cristiano Romero là một thương vụ cho tương lai và tiếp tục để Romero phát triển ở Genoa. Danilo thực chất là hàng thải và không được Pep tin tưởng. Bên cánh phải, anh không thể cạnh tranh với Kyle Walker. Bên cạnh đối diện, huấn luyện viên người Tây Ban Nha thả sử dụng Delph và Zinchenko còn hơn Danilo. Tuy nhiên, Juve vẫn có lý do để tin tưởng vào thương vụ của mình khi Danilo sẽ tái hợp với Alexandro tại đây. Cả hai cầu thủ này từng gắn bó với nhau trong màu áo Santos, Porto và giờ là Juventus. Trong số các tân binh của hàng phòng ngự, De Ligt là cầu thủ dư nhất. Cho dù đây là cầu thủ nhỏ tuổi nhất trong số 4 tân binh, mới 19 tuổi. De Ligt đã có hơn 100 trận đấu với Ajax, đeo băng đội trưởng của đội bóng Hà Lan ở mùa giải trước. De Ligt cũng là thành viên của đội tuyển quốc gia Hà Lan. De Ligt đã có 3 mùa giải cực kỳ ấn tượng với Ajax và đội tuyển quốc gia Hà Lan. Năm 2017, ở tuổi 17, De Ligt cùng Ajax chơi trận chung kết Europa League. Năm 2019, De Ligt cùng Ajax đá bay cả Real Madrid và Juve khỏi Champions League và tạo nên một cuộc dòng chơi ngoạn mục nhất mùa giải. Cùng với đội tuyển quốc gia Hà Lan, De Ligt đã chơi trận chung kết Euro Nations League với đội tuyển Bồ Đào Nha của Ronaldo. Việc có được De Ligt cũng đánh dấu một thắng lợi không nhỏ của Juve. Họ đã vượt qua cả Barca, Paris Saint-Germain, Man United, những đội bóng có tiềm lực kinh tế mạnh hơn Juve.
thu hút được tài năng trẻ sáng giá nhất thế hệ, cho thấy sức hút của Juve đang trở lại.